Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của Nguyên. Hôm nay thì Nguyên muốn chia sẻ với các bạn một cái phần thưởng cực kỳ hấp dẫn của sàn giao dịch Binance dành cho người dùng mới. Khi mà các bạn đăng ký tài khoản thông qua cái đường link có mã giới thiệu của Nguyên ấy thì sẽ được tích hợp cái phần thưởng lên đến là 600 USDT. Và đây là một cái phần thưởng đặc biệt độc quyền nhá. Không phải là người giới thiệu nào cũng có được tích hợp cái tính năng này. Đây là một trong những cái chính sách mà sàn Binance dành cho Nguyên để có thể hỗ trợ phát triển cho những người dùng mới và giúp cho các bạn ngay khi đăng ký tài khoản thì có thể nhận được nhiều cái quyền lợi nhất. Rồi, và cụ thể thì cái phần thưởng này nó sẽ như sau. Khi mà các bạn tiến hành đăng ký thông qua cái đường link giới thiệu có cái mã là 577211156 thì các bạn sẽ được tích hợp cái phần thưởng chào mừng lên đến là 600 BUSD. Trong đó thì nó sẽ cho các bạn những cái thông tin, những cái nhiệm vụ mà các bạn cần làm để có thể hoàn thành để có thể nhận được thưởng. Và đặc biệt là khi mà các bạn truy cập vào cái đường link mô tả thì nó sẽ tích hợp sẵn luôn cái mã giới thiệu của Nguyên nhé. Còn nếu trong trường hợp các bạn đăng ký mà chưa có cái mã giới thiệu ấy thì các bạn hãy nhập tay vào là mã là 577211156. Bởi vì chỉ có khi mà các bạn nhập mã này vào thì mới có được tích hợp cái phần thưởng này thôi nha. Không phải là ai cũng có cái phần thưởng này đâu. Rồi, và cái cách thức mà để các bạn có thể nhận thưởng ấy là như sau. Đầu tiên ấy, các bạn sẽ tiến hành đăng ký một cái tài khoản và hoàn tất xác minh danh tính ở trên sàn Binance. Và cái mã giới thiệu thì mình có để ở bên dưới phần mô tả, các bạn có thể truy cập vào để các bạn đăng ký nhá. Sau khi đăng ký xong rồi, các bạn hoàn tất KYC rồi thì các bạn sẽ tham gia các cái nhiệm vụ bên dưới để nhận được phần thưởng tương ứng. Và ở đây tổng ấy, với cái phần thưởng nó lên đến là 600 USDT, thì các bạn sẽ cần hoàn tất tổng là 6 cái nhiệm vụ. Đây mình sẽ giải thích về từng nhiệm vụ đầu tiên nhé. Trong 5 ngày đầu tiên khi mà các bạn tạo tài khoản ấy thì các bạn sẽ tiến hành nạp tiền, và cái giá trị nạp tiền chỉ cần trên 100 đô thôi thì các bạn sẽ được nhận ngay một cái voucher support là 5 đô để các bạn có thể dùng mua coin ở cái ví giao ngay của các bạn. Rồi, và trong vòng 7 ngày sau khi các bạn tạo tài khoản ấy mà các bạn tiến hành có giao dịch support với cái khối lượng volume giao dịch là 1.000 đô trở lên thì các bạn sẽ được nhận ngay cái voucher là 25 đô để các bạn dùng giao dịch spot. Rồi, với cái số tiền này nó cũng khá là dễ để có thể đạt được, đúng không? Rồi, và cái nhiệm vụ thứ 3 đó chính là nếu các bạn giao dịch spot với cái volume là 50.000 trong vòng 7 ngày thì các bạn sẽ được nhận một cái voucher trị giá là 70 đô để các bạn giao dịch spot. Đó, nghĩa là các bạn cứ giao dịch có volume thì các bạn sẽ được nhận ngay voucher để các bạn, nghĩa là tặng tiền cho các bạn luôn. Rồi, ngoài ra thì sẽ có những cái mức volume như là 50.000 thì các bạn sẽ được nhận 50 đô, 1 triệu đô thì các bạn sẽ được nhận là 150 đô và 5 triệu đô giao dịch future nhá thì sẽ được nhận với cái volume lên đến là 300 đô. Và các bạn lưu ý này, khi mà giao dịch đòn bẩy thì đây là volume nhé, chứ không có nghĩa là các bạn phải có bằng này tiền để các bạn có thể giao dịch đâu. Volume chính là bằng cái số tiền thực của các bạn nhân với cái tỷ lệ đòn bẩy mà các bạn sử dụng để giao dịch ấy, thì nó sẽ ra cái khối lượng volume. Nên là có những bạn cứ thực hiện giao dịch mua bán rồi nó sẽ tạo ra được cái volume rất là lớn thì các bạn có thể hoàn toàn nhận ngay được cái phần thưởng lên đến là 600 USDT. Rồi, và cái phần thưởng này ấy, thì các bạn sẽ làm cách nào để các bạn nhận? Rồi, đầu tiên ấy, thì khi mà các bạn đăng ký xong tài khoản rồi ấy, thì các bạn sẽ nhận cái nhiệm vụ này ở trong cái mục đó là cái tag là trung tâm nhiệm vụ. Đó, ở trong tiếng Anh thì nó sẽ là tag center này. Nó sẽ hiển thị cho các bạn về những cái nhiệm vụ cần làm, ví dụ như là nạp tiền trong vòng 5 ngày, giao dịch trong vòng 7 ngày đó, hoặc là KYC trong vòng bao nhiêu ngày đó, nó sẽ có đầy đủ hết các thông tin ở đây. Thì các bạn chỉ cần làm theo từng bước một thôi. Khi mà làm theo xong thì các bạn ấn vào phần complete này để có thể kết thúc hoàn thành cái nhiệm vụ. Và sau khi hoàn thành xong rồi thì các bạn sẽ ấn vào cái phần get renew này để các bạn nhận cái voucher này để các bạn được giao dịch này. Những cái voucher này nó sẽ sử dụng trong tài khoản của các bạn luôn. Đó, và đây là những cái tính năng nó rất là dễ dàng để các bạn sử dụng ở trên sàn Binance thôi. Và đây là một cái ưu đãi dành cho những người dùng mới. Thì khi mà các bạn quan tâm đến thị trường tiền điện tử, các bạn muốn tạo một cái tài khoản giao dịch thì hãy tranh thủ vào cái thời điểm mà nó đang tích hợp cái chương trình khuyến mại này nhá. Cái chương trình bonus cho người dùng mới này, và cái chương trình này nó sẽ giới hạn đấy, nên là các bạn có thể là đăng ký ngay. Và nếu các bạn có câu hỏi nào ấy, các bạn cũng có thể comment ở bên dưới video này để Nguyên hỗ trợ cho các bạn nha. Và khi mà các bạn truy cập vào đường link mô tả thì sẽ có một cái đường dẫn, nó sẽ như thế này. Mình sẽ tích hợp cho các bạn về cái mã giới thiệu của mình, và trong đó nó đã có
cái những cái nhiệm vụ để các bạn có thể hoàn thành, tổng giá trị lên đến là 600 BUSD khi mà các bạn hoàn thành đầy đủ. Đó, các bạn chỉ cần truy cập vào thôi và các bạn đăng ký. Và ở đây thì nó cũng sẽ có một câu hỏi này, có phải là đối tác tiếp thị nào cũng có thể quảng bá cái phần thưởng này không? Thì ở sàn Binance họ có trả lời luôn nhá, là không phải mọi đối tác cũng có thể cung cấp cái ưu đãi này nha. Và đặc biệt là Nguyên là một trong những cái đối tác có cái số lượng rep phát triển ở trên sàn Binance cũng khá là lớn, nên là luôn luôn có những cái chính sách tốt nhất dành cho người dùng, nên các bạn sẽ được nhận cái phần thưởng lên đến là 600 BUSD ngay khi các bạn tạo tài khoản thông qua đường link giới thiệu của mình. Đó, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Ok rồi. Và mình hy vọng rằng với cái thông tin trên thì sẽ hữu ích cho các bạn, đặc biệt là các bạn có thể nhân những cái dịp mà Binance họ có những cái chương trình khuyến mại này để mình tạo tài khoản mà mình vẫn có tiền, mình vẫn kiếm được tiền. Đó, và tổng cái giá trị mình có thể kiếm lên đến tận 600 BUSD, nó hơn mười mấy triệu đấy, không phải ít đâu các bạn. Nên là các bạn hoàn thành đến nhiệm vụ nào thì các bạn sẽ được nhận cái voucher của cái nhiệm vụ đó. Đó, nên là các bạn hoàn toàn yên tâm là cứ chỉ cần mình hoàn thành các cái nhiệm vụ thôi, ngay cả những cái nhiệm vụ đơn giản nhất, giả sử như là mình nghĩ là trong vòng 5 ngày này nạp 100 đô vào thì mình nghĩ là khá là nhiều bạn làm được đúng không? Đó, giao dịch 1.000 đô trong vòng 7 ngày. Đó, thì đây cũng là những cái nhiệm vụ khá là đơn giản rồi, thì các bạn làm hoàn thành xong cái nhiệm vụ này là mình đã có mấy chục đô rồi, chưa tính đến những cái giao dịch có cái volume lớn hơn. Rồi, ok, và đây là cái mã giới thiệu của mình nhá. Các bạn có thể nhập vào hoặc là các bạn kích vào cái đường link, nó sẽ tích hợp sẵn luôn, không cần phải nhập nữa. Và mình hy vọng rằng cái thông tin trên thì sẽ hữu ích dành cho các bạn, những bạn mà có quan tâm đến sàn Binance. Và ở trên kênh của Nguyên thì có hướng dẫn khá là nhiều những cái kiến thức về kiếm tiền online và kiếm tiền trong lĩnh vực crypto. Đặc biệt là ở trên sàn Binance mình cũng có rất nhiều video hướng dẫn về các cái dự án kiếm tiền mà các bạn có thể hoàn toàn để ngại tiền của mình ngay ở trên sàn Binance để tạo ra lợi nhuận một cách an toàn. Rồi, thì mình hy vọng rằng cái thông tin trên sẽ hữu ích với các bạn. Và hãy đừng quên like và subscribe kênh của mình để đón xem thật nhiều video ở trên kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn, xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.